Ủa, anh làm gì vậy anh Huy? Anh đang nhìn mấy cái xe cảnh sát phòng cháy chữa cháy nè. Nhìn đã quá. Hồi đó lúc còn đi học, ước mơ của anh là làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tại vì hồi đó anh có quen một con ghệ rất là giàu luôn. Nhưng mà nhà nó bị cháy và mất hết tài sản luôn. Bởi vì anh phải quyết tâm cố gắng học thật giỏi để làm một cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Lỡ sau này có quen cô người yêu nữa, giàu nữa, thì anh sẽ chữa cháy kịp để giữ được cái tài sản. Nhà anh thì nghèo lắm, không có gì hết, không có đất để bán làm giàu được. Trúng số thì mới làm giàu được, mà anh nghĩ anh cũng không có cơ hội trúng số đâu. Bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng thôi, đó chính là lấy vợ giàu. Bà vợ sẽ cho anh cái tài sản đó ùa về, anh sẽ giàu lên và có tiền để đậu xe. Và đây, chiếc xe độ ngày hôm nay mà Huy muốn gửi đến anh em là một chiếc Vario độ 150. Phải nói là rất nhiều món đồ chơi giá trị được gắn lên xe luôn. Đến từ thương hiệu Rambo nè, Olin nè. Và chiếc này phải nói là độ nhìn rất là đẹp và nó cân đối cặp mắt thẩm mỹ của chúng ta. Nó không quá hầm hố, cũng không quá nhiều món đồ chơi, quan trọng là gác lên xe nhìn rất thẩm mỹ luôn. Và chiếc xe này thuộc sở hữu của anh Lê Tuấn Kiệt, ngụ tại quận Tân Phú. Và trước khi bắt đầu video clip thì Huy cũng có những món quà đến từ Shop2banh.vn gửi đến anh là một chai nước làm mát Ro Racing, một chai bảo dưỡng vàng nhựa nhám Ro Racing và một nón bảo hiểm 1/2 đến từ 2banh.vn, nhìn rất đẹp luôn. Còn bây giờ không làm mất thời gian của anh em nữa, vô video. Để cho anh em dễ hình dung hơn thì Huy sẽ nói về tổng thể của chiếc Vario này trước đi ha. Thì đây là chiếc Vario đã lên full vàng áo của Lit khi chủ xe vừa mới mua xe về. Và cái vàng áo Lit là nó màu này luôn á anh em. Màu vàng neon hay xanh neon gì đó, một trong những gọi là cái tông màu rất là nổi bật. Được rất nhiều anh em chơi xe ưa chuộng luôn, cho tới thời điểm hiện tại vẫn còn rất là hot. Nhìn rất là đẹp. Và những món đồ chơi Huy thấy là khiến cái ghi đông nó trở lên nổi bật hơn rất là nhiều. Đặc biệt ở đây là một cụm Rambo RCS, nhưng không phải là 19 đâu nha, chỉ 14 mà thôi. Như vậy đối với cái tay 14 này, nếu mà anh em đi con heo zin thì nó sẽ giúp anh em là lực bóp êm dịu hơn hoặc là hướng kiển. Còn nếu anh em đi cái tay mà khoảng con heo là khoảng 2 vít hoặc 4 vít thì nó vẫn xử lý tốt và êm dịu nhất có thể. Và giá của cái tay này RCS 14 là khoảng 6 triệu đồng cho một cái tay. Có núm tăng chỉnh luôn nè, rồi có chống gãy luôn, nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên thì tay 14 bây giờ nó hơi bị hiếm đó anh em. Đa số bây giờ phổ thông là tay 19 là nhiều à. Và ở đây thì Huy thấy là đã khoét rồi và được chét nhựa lại để có thể bắt được lú cái bình dầu Daytona ra ngoài. Đây, bình dầu trong suốt của Daytona. Và đi kèm là một ống xăng Mỹ. Cái ống xăng Mỹ này thì nó không bị ố và nó chịu nhiệt cũng tốt lắm anh em. Đó, nhìn cân đối nhìn rất là đẹp luôn. Bóp rất là êm, bóp hồi ghiền luôn. Đó. Và chưa hết đâu. Nếu như tay bên này đi tay dầu thì ở đây thường thì chúng ta sẽ thấy là đi tay cơ mà thôi. Đó, tay thắng cơ mà thôi. Thì ở đây vẫn là tay dầu luôn. Có nghĩa là hai phía đều là tay dầu luôn. Đây cũng là tay dầu Rambo RCS 14. Và giá của tay bên này là cũng khoảng 6 triệu đồng. Cũng có chống gãy, cũng có núm chỉnh luôn. Và bình dầu thì anh muốn hướng đến cái sự thon gọn nên là bình dầu đã được âm vô trong rồi. Có nghĩa là ống dầu trong suốt và xong dùng một con ốc để cố định lại thôi. Rồi bắt giữ bên trong này nên là để khỏi phải khoét. Đó. Và lý do mà phải khoét hai vị trí này do cái cụm này nó có kích thước lớn hơn cụm thắng zin nên chúng ta phải khoét ở phần nhựa nhám như vậy. Nhưng mà quan trọng là cái người thầy thợ nữa, khoét sao cho thẩm mỹ nhất có thể. Và ở đây Huy thấy 10 điểm cho người thợ này. Khoét nhìn rất đẹp. Và đặc biệt ở đây Huy đã thấy là chủ xe đã trang bị một đồng hồ Koso gắn như zin cho Lit và Vario thế hệ cũ rồi nè, các bạn thấy được, nhìn rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cái dãy tu ở đây thì sẽ hiển thị dạng LED, nó lên tới 14.000 luôn nè. Và bên cạnh đó thì sẽ có một màn hình LCD nhỏ hiển thị các thông số cần thiết như là km đi được nè, mức tiêu hao nhiên liệu, rồi ở dưới đây là nhiệt độ nè, rồi giờ rất nhiều luôn, chip AB này nọ, rất nhiều tính năng trên này. Và một cái dạng LED ở đây nữa, dãy LED đây nè. Rồi xi nhan thì vẫn là LED nằm về hai vị trí này. Đó. Và giá của cái đồng hồ này, cô sô này là ngốn khoảng hơn 4 triệu đồng. Chưa tính việc chúng ta phải, tuy Huy nói gắn như zin là gắn về mà cái khung bên ngoài, cái ngàm thì gắn như zin. Nhưng mà anh em cũng phải câu dây điện lại, nhưng mà không có nhiều đáng kể đâu. Đó. Và ngoài ra Huy còn thấy cái sự nổi bật ở phía cụm công tắc phía bên tay phải với một công tắc tắt máy nhanh và một cái nút đề nó màu đỏ. Huy nghĩ cái công tắc tắt máy nhanh này là của 300i nè, rất là đẹp luôn. Và hai phía tay lái trang bị là bao tay đồ chơi, đi kèm là một gù chung xinxi cố định bằng ốc Titan R5 màu xanh lục bảo. Quá đẹp, không quá hầm hố, nhìn đơn giản thôi nhưng vẫn giữ được cái chất riêng của một chiếc xe độ kiển, vừa loại giá trị và vừa tăng hiệu năng đáng kể. Và nói về dàn chân thì các bạn sẽ thấy được là vẫn như những chiếc Vario, những chiếc Lit mà trước đó Huy đã từng review giới thiệu đến các bạn, thì vẫn sử dụng là mâm Racing Boy 8 cây hoặc là mâm Racing Boy 5 cây. Đó là hai sự lựa chọn cho các bạn khi mà muốn gắn nhiều zin cho Vario. Ở đây thì là Vario này đã gắn chiếc là gắn mâm của Racing Boy 8 cây rồi. Và việc gắn hoàn chỉnh là không phải chế gì hết, gắn nhiều zin luôn em. Và giá của mâm này cũng khoảng 2 triệu đồng. Đó, đi kèm là độ bám đường cũng được tăng cường với cặp lớp Michelin Pilot Chip 2. Lớp này shop 2banh có bán nè, lớp này bám đường với gai á, cực tốt luôn. Và phuộc, không đây không phải là phuộc zin nha, đây là phuộc LCM 27. 27 này có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đường kính của cái ti phuộc này nó sẽ lớn hơn cái đường kính ti của phuộc zin 1mm. Cái việc mà cái ti lớn hơn thì sẽ giúp là cái độ nhúng của nó sẽ êm ái hơn. Đó, cái hành trình của nó dài hơn nên là nó đẹp. Ti này để mình coi coi. À, và đây là phiên bản ti vàng luôn nha anh em. Nó sẽ cao hơn phiên bản ti trắng vài trăm ngàn. Đó, nhìn rất là đẹp. Và hệ thống phanh, Huy sẽ thấy được một đĩa Rambo đến từ Italy. Và đĩa này là có giá là khoảng hơn 2 triệu đồng. Thắng nhiều zin cho Lit và Vario luôn. Bởi vậy nếu anh em đi heo zin thì 100% tuy là đĩa đồ chơi đến từ Rambo nhưng bảo đảm là ăn hết bố cho anh em, cho con heo zin. Tuy nhiên thì ở đây thì cũng đã đi heo đồ chơi rồi. Và đây là heo Rambo KTM 2 bit. Cái sự đặc biệt của con heo này so với những con heo Rambo KTM trước đây mà Huy từng giới thiệu đến anh em, đó chính là chủ xe đã sơn lại con heo này màu vàng đồng. Và đặc biệt là cái chữ Rambo. Nếu như những con heo kia là logo nổi, cái chữ nó nổi lên, thì con Rambo này đã được dập xuống và logo chìm, rồi sau đó sơn đỏ, nhìn rất nổi bật và phá cách luôn. Và ngắt dầu này là ngắt dầu Stoly, đi kèm là dây dầu heo bấm đầu, nhìn rất đẹp. Dây dầu trở nên thon gọn rất là nhiều, nó không quá thòng, nó không quá thưa. Đó, những cái đầu bấm nè, rất tuyệt vời ha. Nhìn đơn giản thôi mà đối với Huy thấy vậy Huy rất là thích, không có quá nổi bật. Nhiều anh em khi nhìn vào cái chân trống thì sẽ nghĩ là dùng chân trống zin để đánh ra nó trắng như thế này. Thật sự không phải nha anh em, đây là chân trống inox, chống đứng và cả chống nghiêng luôn đều là inox, được đặt riêng với kích thước như zin dành cho Vario và Lit. Và giá của cặp chân trống này là ngốn gần 1 triệu đồng. Nhìn nó sáng bóng, nhìn nó đẹp ha. Và đặc biệt cái anh em cứ nhìn, nếu mà nhìn thoáng qua anh em nghĩ đây là cũng là ốp lóc zin của Lit Vario thôi, không có gì đặc biệt đúng không? Thật sự thì chủ xe cũng chia sẻ Huy, chứ nếu mà thật sự Huy nhìn qua Huy cũng không biết luôn á. Đây là ốp lóc của AB 2020 tháp vào là như zin, tuy nhiên thì sẽ mất đi cái cốt của vỏ đạp, nhìn nó sẽ thẩm mỹ và nó đẹp hơn, hay cái chỗ này á. Và một đặc biệt nữa khiến người xem chúng ta sẽ hắc não, hồi nãy Huy chia sẻ ở trên á, là thường thường Vario sẽ đi là tay côn tay thắng cơ, nếu như độ heo sau lên thắng đĩa sau thì mới đi tay thắng dầu. Vậy tại sao cái tay thắng kia vẫn là tay thắng dầu nhưng ở đây không thấy lên thắng sau là thắng đĩa? Vậy nguyên lý hoạt động của nó là như thế nào? Ở đây chủ xe sẽ thực hiện theo một cái nguyên lý hoạt động của tay côn dầu, đó chính là sử dụng một cái ben dầu của Racing Boy nằm ở vị trí này và thực hiện nguyên lý tương tự như cái tay côn dầu luôn, là khi mà chúng ta kéo cái tay thắng dầu thì cái ben côn sẽ kéo theo cái càng thắng phía sau và sẽ khiến phanh lại, dù chúng ta chỉ sử dụng phanh đùm mà thôi. Đây là chúng ta bóp thì cái ben sẽ hoạt động và sẽ kéo cái thắng đùm phía sau, rất là hay luôn. Và càng thắng sau thấy là càng thấy càng thắng CNC nè. Và một cái nổi bật cuối cùng ở vị trí bên tay trái mà Huy đang ngồi ở đây, đó chính là cây phuộc Olin. Và cây phuộc này là cây phuộc của Vario và Lit, tuy nhiên thì bình dầu của nó đặt nằm trên, chính vì vậy bắt buộc khi mà gắn thì phải khoét vị trí dàn nhựa để không cạ cân cái bình dầu và có thể tăng chỉnh được cái núm trên bình dầu. Và cái bình dầu này có giá là khoảng, cây phuộc này chứ, sorry các bạn, cây phuộc Olin này có giá là khoảng 9 triệu đồng. Và nếu như những cây phuộc trước Huy từng review gửi các bạn là cây phuộc nó lò xo màu vàng, thì cây phuộc này lò xo màu đen. Do mỗi lần chúng ta mà mua một cây phuộc Olin chính hãng á, thì nó sẽ có hai sự chọn lựa trong một cái hộp luôn, có nghĩa là thêm một cái lò xo đen nằm ở ngoài nữa. Nếu mà anh em thích cái sự cứng cáp thì anh em cứ đi lò xo đen, còn anh em thích sự nổi bật thì cứ đi lò xo vàng đó. Và hai cái lò xo nó cũng có đặc biệt cái là một cái lò xo thưa, một cái lò xo dày đó, để anh em có thể là nặng nhẹ đó tùy theo, không những là hướng kiện mà còn mang lại sự đẳng cấp với thương hiệu Olin. Và nó đáp ứng rất tốt cái độ nhúng nảy luôn, chúng ta có thể chỉnh được độ nén của lò xo, độ đàn hồi của phuộc và độ rebound qua mấy cái núm chỉnh đây, rất tuyệt vời ha. Về vị trí này thì Huy thấy không có gì gọi là quá nổi bật, ngoài một cái ốc nhớt Daytona mà thôi. Và cây bô thì vẫn là bô zin mà thôi, tại vì máy cũng là máy zin. Tuy nhiên đây chỉ là version đầu của anh thôi, anh chỉ mới mua xe có vài tháng thôi, anh đã độ tới vậy rồi. Và ở lần quay trở lại sau này là vơ thứ hai thì Huy sẽ tiếp tục review con xe này với sự lột xác đỉnh hơn nữa, rất nhiều món đồ chơi sẽ được ghét lên, anh em hãy chờ đón nha. Nếu như anh em là những người yêu thích sự đơn giản nhẹ nhàng nhưng vẫn hướng kiển mà mang lại hiệu năng cao cho xe thì đây có thể là một version và để anh em có thể có nhiều ý tưởng hơn để thực hiện những chiếc xe của mình. Và như vậy là buổi review xe độ ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Và Huy cũng cảm ơn anh Nguyễn Tuấn Kiệt, chủ nhân chiếc xe độ này, để cho Huy cũng như ekip Hai Bánh có cơ hội review con xe này. Và nếu các bạn đã đóng góp ý kiến về bản độ, các bạn hãy comment thật là sự phía bên dưới và đừng quên thao tác thường lệ là like, subscribe và nhấn chuông để Huy và ekip Hai Bánh có thêm động lực để thực hiện video khác. Và nếu các bạn trong thời gian tới muốn yêu cầu Huy thực hiện chiếc xe độ gì, các bạn hãy comment phía bên dưới luôn nha. Huy sẽ cố gắng thực hiện theo những yêu cầu các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.